Hello mọi người, không biết mình ít ra clip quá, em có nhớ mình hay không ha? Thì hôm nay mình sẽ cho anh em biết lý do tại sao mà mình hôm nay mình ít ra clip ha. Thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em coi. Rồi đây chính là tình hình hiện tại tại căn phòng dọn xe bí mật nhưng công khai của mình ha anh em. Rồi anh em đã thấy rồi đó, một dàn xe luôn và con xe quay mình mới vận hành xong mình ở trong kia rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em đếm ha. 1, 2, 3, 4, 5, con mới nhận hồi chiều con thứ 6. Và hầu như xe này, mấy xe này đều như là full tất cả luôn em. Đây chính là lý do mà hôm nay mình ít ra clip là vậy ha. Bây giờ mình sẽ nói cho anh em sơ sơ nghe chơi thôi ha. Con Vairo này làm dàn áo lại, sai dàn nhám rồi rửa full con vệ sinh sạch sẽ bảo dưỡng xe. Con Accenter là 2010. Con này là full con ha, xe này một đời chủ của anh mình. Mua từ lúc hãng ra tới giờ luôn, bây giờ dọn là full xe luôn. Jupiter của một anh ở dưới cách nhà mình khoảng 30 cây số á, nên dọn full con. Levity của bạn mình dọn kiển full con. Fusionel của bạn mình luôn. Xe này bạn mình mua sẵn dàn áo rồi, mình mua những thứ lặt vặt rồi xi ốc rồi sơn sườn, sơn dàn chân này kia làm mới là lưu nguyên con luôn, cũng như là full con. Fusionel này, xe này còn rất là mới nhưng mà do hôm qua anh em mình nó nhậu xỉn đụng mổ gà, hư dàn đầu hư dàn áo bên đây. Rồi sẵn tiện thì trong ghi đông trong phụ không chẳng bay trong hó gì hết, làm lại nguyên con sơn chân, làm lại hết nguyên con luôn đó em thấy được ha. Thì cái con quay mình mới hoàn thành xong hôm qua, quay đó là quay Trung Quốc up lên alpha, mình làm 4 ngày 3 đêm mới xong cho nên là không thể nào quay clip được cho anh em coi luôn. Thì ngày mai mình làm xong rồi, ngày mai mình sẽ tiến hành quay con đó cho anh em coi tình trạng như thế nào ha, được chưa? Rồi bây giờ mình chỉ thông báo cho anh em sơ sơ coi cho ha. Nói chung là vừa vui được anh em tin tưởng nhưng mà cũng hơi vừa cực tại cũng quá nhiều xe. Rồi thôi thì đây cũng cho anh em biết là tại sao mình ít ra clip hôm nay. Thì chắc hiện tại mình cũng phải ngưng một thời gian, ngưng nhận với anh em. Nhưng mà mình vẫn nhận, nếu như anh em chịu để xe lâu không hỏi mình sẽ nhận hết, nhận toàn bộ luôn. Tại vì không nhận sẽ mắc mối đúng không? Nhưng mà nhận thì anh em chịu cực là không hối cho mình nha. Nói chung mình sẽ cố gắng làm hết sức có thể cho anh em coi. Rồi thôi, mình hẹn anh em ở clip ngày mai. Mình sẽ lên hình con quay Trung Quốc dọn lên Alpha, chi phí là 13 triệu đồng ha. Ok.